Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp thời sự pháp lý của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối nay, ngày 29 tháng 9 năm 2021 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hiện nay, trung bình mỗi ngày tỉnh Đồng Nai ghi nhận trên dưới 1.000 ca nhiễm COVID-19. Việc đưa bệnh viện dã chiến số 11 vào hoạt động, Đồng Nai đã nâng công suất điều trị F0 lên gần 24.500 giường bệnh. Cụ thể, tầng 1 có 14.690 giường, tầng 2 có 9.350 giường và tầng 3 có 410 giường. Việc chuẩn bị thêm bệnh viện dã chiến để thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 là rất cần thiết, góp phần giảm tải cho ngành y tế địa phương, chuẩn bị cho những tình huống xấu khi số ca mắc tăng cao. Bệnh viện dã chiến số 11 rộng 6,5 ha với quy mô 3.000 giường được đặt tại ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc. Bệnh viện được trang bị như máy tạo oxy, oxy thở, sắp tới sẽ trang bị thêm máy X-quang di động để điều trị cho các F0 tầng 1, các F0 không có triệu chứng và có triệu chứng nhẹ. Đến cuối tháng 9, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân COVID-19 để theo dõi, điều trị. Đây là bệnh viện dã chiến lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh Đồng Nai. Bệnh viện không chỉ điều trị F0 cho người dân, mà đây còn là cơ sở cho tỉnh Đồng Nai tổ chức lại hệ thống y tế khi các bệnh viện dã chiến trưng dụng đang bị thu hồi. Bệnh viện dã chiến 11 đưa vào hoạt động từ ngày 19 tháng 9 năm 21. Và cái mục đích của cái bệnh viện mình là nhận những bệnh nhân F0 nhiễm SARS-CoV mà ở cái triệu chứng không triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ, nhằm mục đích giảm tải cho các bệnh viện dã chiến tuyến trên. Trong giai đoạn đầu chúng tôi sẽ tiếp nhận khoảng 1.000 bệnh nhân và tương lai thì sẽ đủ sức để tiếp nhận 3.000 bệnh. Trong tương lai, bệnh viện sẽ tiếp nhận cho hơn 3.000 bệnh nhân để thay thế cho các bệnh viện khác, bởi hiện nay Đồng Nai đang có 11 bệnh viện dã chiến, nhưng có đến hơn 9 bệnh viện trưng dụng từ cơ sở trường học, ký túc xá, cơ quan, quân đội. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 11 bệnh viện dã chiến, trong đó là có 10 bệnh viện dã chiến là trưng dụng trên cơ sở vật chất của các đơn vị như là ký túc xá của trường Đại học Lạc Hồng, ký túc xá của trường Đại học Mở, ký túc xá của trường Chính trị, trung tâm bồi dưỡng huấn luyện an ninh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn Đồng Nai. Chỉ có một bệnh viện là trực thuộc ngành y tế Đồng Nai, đó là Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất được chuyển đổi công năng thành bệnh viện dã chiến số 1. Hiện nay các bệnh viện dã chiến đang được trưng dụng triển khai, cụ thể là 10 bệnh viện dã chiến. Hiện nay thì cũng đang đáp ứng được cái nhu cầu điều trị cho bệnh nhân F0 trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên với cái dịch bệnh mà khó tiên lượng như hiện nay thì tỉnh cũng đã dự phòng cái bệnh viện dã chiến số 11 để đảm bảo là khi có F0 có nhu cầu điều trị thì sẽ là tổ chức quản lý điều trị F0 được, trong khi tỉnh Đồng Nai chưa tổ chức điều trị F0 tại nhà. Bệnh viện dã chiến số 11 thì được triển khai với quy mô 3.000 giường. Giai đoạn đầu chúng tôi tổ chức thực hiện là 1.000 giường với cái trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc men là do Trung tâm Y tế Tân Phú đảm nhận. Nếu rồi đây mà triển khai lên 2.000 giường, 3.000 giường thì Sở Y tế sẽ có điều phối nhân lực, có thể là rút nhân lực, chuyển trang thiết bị vật tư y tế từ các bệnh viện dã chiến khác mà không còn sử dụng để về tăng cường cho bệnh viện dã chiến số 11. Việc đưa bệnh viện dã chiến số 11 vào hoạt động nhằm giảm dần các bệnh viện trưng dụng trong thời gian vừa qua. Thời gian gần đây, vào mỗi buổi sáng tại phường Thành Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, có 2-3 nhóm người mang nhiều dụng cụ để ra đồng bắt cá. Được biết, những người này quê ở các tỉnh miền Tây lên Sài Gòn để làm việc với nghề phụ hộ công nhân, nhưng bị kẹt lại do dịch Covid-19 không thể về quê được. Mấy tháng liền giãn cách, tiền trọ không còn để đóng, nhà hết gạo, hết thực phẩm, họ đành phải tự kiếm miếng ăn để nuôi sống bản thân và gia đình. Với kinh nghiệm sống nhiều năm bên trong nước, những người dân miền Tây đã tận dụng những mảnh lưới ở công trường làm thành vớn lưới để đánh bắt cá. Từ sáng sớm họ đã kéo nhau ra đồng, men theo những thửa ruộng mới được xạ lúa. Những người đàn ông dùng vài vật dụng tự chế, phối hợp với nhau để bắt cá tôm. Sau nhiều giờ làm việc, họ bắt được cá rô phi và tép trấu. Còn những người phụ nữ thì nhặt cá, họ tỉ mẩn ngồi lựa cá, bỏ đi rác bẩn. Cá nhỏ được họ thả về ruộng, chỉ lấy cá lớn từ khoảng 3 ngón tay.
theo chân một nhóm người miền Tây về khu trọ cách đó hơn cây số thuộc ấp Bình Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức. Chúng tôi gặp khoảng chục người quê ở các tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng đang trọ tại đây. Sau một buổi ngập lặng trong cái nắng oi bức, người lớn trẻ con từ đồng về nhanh chân đi tắm gội. Trong lúc đó, cả xóm trọ sẽ cùng nhau lựa và làm sạch cá. Số cá này khi được sơ chế có thể dùng để nấu canh chua, kho mắm, kho tiêu. Mình có tiền trang trải cuộc sống ở dưới quê, gửi tiền cho con cái rồi. Cũng gửi được thời gian, cũng đủ sống ở dưới. Tập dịch này 3-4 tháng này thì không được nằm chỗ một luôn. Thiệt luôn, chứ không khổ gì. Thấy là khổ thiệt luôn. Khó khăn luôn. Hồi là khóc luôn đó, khóc luôn. Thôi rồi, chịu hết nổi. Muốn về thì cũng không được, muốn ở ở không xong nữa đó. Nghĩ cảnh giờ không có tiền bạc tay thiếu thốn, uống không có, mua đồ không được nữa. Khó khăn cũng khó khăn. Lấy gì cho nó kìa. Không biết cơm, nhưng mà rau cá rồi mình cũng mới đi kiếm gì nè ăn nè. Chứ không có mua. Bây giờ tiền bạc không có nữa. Nhằm khi mua cũng không ai bán, ở ngoài này cũng không ai bán cái gì hết trơn. Thì mất đi kiếm ăn gì không. Thì vất vả hơn dưới quê mình rồi. Khó khăn dữ lắm. Chứ thằng nghe bệnh á, nghe người ta bệnh thì mình cũng gầu nữa. Mình ở đây mình cũng nghe bệnh á. Đi dịch này nó mới khổ nè, chứ không thôi mà không có dịch thì cũng thở cũng được. Cũng có đồng ra đồng vô. Bây giờ 3 tháng nay cũng không có mặn được gì hết, cũng không có tiền luôn. Mong ước thì mình muốn cho mau hết dịch, ăn cho mặn trở mặn lại bình thường. Mình mong muốn về quê sống cho khỏe hơn. Chứ bệnh này cũng không muốn mặn được nữa, không biết có mặn được hết không. Thì bây giờ muốn cho ước thì cũng muốn về quê thôi. Chứ cũng không muốn ở đây nữa, ở đây bệnh hoài, dịch hoài gì rồi cũng sợ nữa. Những đứa trẻ cũng bị kẹt lại thành phố Hồ Chí Minh vì dịch, hàng ngày vẫn theo cha mẹ ra đồng để phụ kéo cá. Số đó có em đã nghỉ học từ rất sớm để theo cha mẹ lên thành phố mưu sinh. Dạ giống ở dưới quê thường bắt ốc bắt cá, trên đây cũng bắt cá, cũng bắt ốc. Dưới quê nhà cũng ngoại vẫn đi dập chúng cá, trên đây thì chỉ chạy văn lưới với kéo thôi. Thấy ở trên đây dưới quê vui hơn, trên đây thì cũng mùa dịch tùm lum rồi, con cũng không biết đi đâu. Dưới quê thì được đi ra ruộng, ra đồng. Trên đây thì trốn ta đi không à. Mùa dịch này không có ra đường được, sợ nhất là dịch. Nhỏ thứ 4, con là thứ 3, anh hai con là thứ 2. Rồi, tụi con có được đi học hay không? Dạ không. Dạ con chưa, con về quê con học rồi, nhưng mà cha mẹ lên đây con đi nghỉ cho học rồi. Cha mẹ con lên đây làm con bỏ học luôn. Muốn đi học mai mốt lớn lên kiếm tiền. Rời quê lên thành phố tìm việc chắc chiêu để mong có cuộc sống tươi sáng hơn. Nhiều người dân miền Tây rủ nhau lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Nhưng giữa làn sóng đại dịch Covid-19, họ lại tiếp tục chèo ngược, chèo xuôi. Theo người dân, nhiều tháng nay chủ nhà trọ giảm tiền và cho nợ lại, nên cả xóm cũng trở chật vật. Cả xóm đang chờ gói hỗ trợ đợt 2 và đợt 3 của nhà nước. Có người mong dịch bệnh mau chóng được kiểm soát để tiếp tục đi làm kiếm sống. Có người hy vọng sớm được trở về quê hương sinh sống. Ngày 29 tháng 9, Công an huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án bắt giữ Nguyễn Hữu Phú, sinh năm 1996, trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, về hành vi trộm cắp tài sản. Do mối quan hệ họ hàng với chị Ngô Thị Hường ở xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Phú thường xuyên đến nhà chị Hường chơi, để ý và biết chỗ chị Hường cất tài sản cũng như chìa khóa tủ. Ngày 25 tháng 9, lợi dụng lúc chị Hường đi vắng, Nguyễn Hữu Phú tới nhà mở tủ và lấy trộm 11,3 triệu đồng. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Phú khai nhận thêm đã lấy trộm của chị Hường 9 chiếc nhẫn, 2 dây chuyền, 1 đôi bông tai, 1 chiếc lắc vàng 24K. Số vàng trộm cắp được Phú đã đem bán với số tiền 73 triệu đồng và tiêu xài hết. Được biết Nguyễn Hữu Phú đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.
liên quan đến vụ lừa đảo 600 tỷ đồng của ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang. Ngày 29 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thêm 5 người là kế toán về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can gồm Nguyễn Thị Huyền, 58 tuổi, nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần Việt An, Nguyễn Thị Thu Hằng, 40 tuổi, nguyên kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Bách Phúc, Huỳnh Thị Minh Trâm, 45 tuổi, nguyên kế toán công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Huỳnh Thị Thơ Đào, 36 tuổi, nguyên kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng An Giang và Tống Duy Khương, 31 tuổi, nguyên kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng An Giang. Các bị can được xác định là đã có hành vi giúp sức để các công ty lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2010 đến 2014, công ty cổ phần Việt An, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Dầu đã lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để vay tiền của ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang. Được sự giúp sức của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng An Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn Bách Phúc và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương, các công ty đã lừa vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của ngân hàng. Ngày 11 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 6 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này gồm Lô Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An, Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An, Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Trương Minh Dầu, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Dầu, Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bách Phúc. Riêng Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương, nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với Thảo. Trước đó, ngày 30 tháng 5, 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Liên quan đến sai phạm trên, năm 2015, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Giám đốc Vietcombank Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Đảng ủy khối doanh nghiệp đã ra quyết định xử lý kỷ luật với hình thức cách chức, cảnh cáo, kéo dài thời gian nâng lương đối với các ông bà Nguyễn Văn Lập, nguyên giám đốc, Trương Thị Thanh Xuân, nguyên phó giám đốc, Liệt Lâm, nguyên trưởng phòng, Quách Bảo Nguyên, nguyên phó phòng và Bùi Hữu Quốc, cán bộ phòng khách hàng thuộc Vietcombank An Giang. Còn Nguyễn Hữu Tính, nguyên giám đốc phụ trách phòng khách hàng, Nguyễn Tấn Triều, nguyên phó trưởng phòng khách hàng và Võ Đăng Vân, cán bộ phòng khách hàng chưa bị xử lý. Thưa quý vị, sáng ngày 29 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và củng cố hồ sơ để khởi tố Lê Minh Hiếu, 22 tuổi, ngụ tại phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết về tội giết người. Theo thông tin ban đầu, Hiếu đang ở nhờ và bị bà ngoại vợ đòi đuổi nên đã dùng dao sát hại nạn nhân. Theo xác minh ban đầu, Hiếu là bảo vệ dân phố. Chiều 28 tháng 9, khi đang trực chốt cách ly ở khu phố 1, phường Đức Thắng, thì Hiếu nhận điện thoại của vợ về việc bị bà ngoại Võ Thị Hắc, 67 tuổi, chửi mắng vì xin tiền mua tả cho con. Đến tối cùng ngày sau khi hết ca trực, Hiếu về nhà bà ngoại vợ nơi vợ chồng Hiếu đang ở nhờ, thì bị bà chửi mắng đòi đuổi vợ chồng Hiếu ra khỏi nhà. Sau đó Hiếu xuống bếp lấy dao tấn công, khi thấy nạn nhân ngã gục, ra nhiều máu, Hiếu hô hoán cùng hàng xóm đưa bà đi bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Công an đã thu giữ con dao gây án, đến bệnh viện đưa Hiếu về lấy lời khai. Hiếu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.